Này, TV thông minh, tôi có thể giúp gì cho bạn? Tôi muốn xem phim hành động. Không, sao lại phim tình cảm? Phim hành động ấy. Phim hành động, chứ không phải cú hành động đấy. Không phải hành động theo kiểu ấy. Hành động đánh đấm, đánh nhau ấy. Sao lại Tom và Jerry? Phải là người đánh nhau chứ. Anh em Chí Quân Gao. Vâng, chúng tôi đang có mặt tại nhà anh Kiệt. Tên đầy đủ là Nguyễn Keo Kiệt, người đã đạt đến đỉnh cao của sự tiết kiệm. Cận cảnh anh Kiệt đang cẩn thận xé một tờ giấy vệ sinh làm đôi. Thật không thể tin nổi, anh chỉ dùng một nửa tờ giấy khi ẻ thôi sao? Ủa, đi ẻ cần phải dùng giấy à? À, thế là anh dùng vòi xịt phải không? Vòi xịt là cái gì? Ồ, thế sao anh lại xé đôi tờ giấy? À, đây là cái chăn của tôi. Vâng, đây là một gói trà đã được anh Kiệt pha qua 40 lần nước. Trà này vẫn còn ngon lắm, phải pha được hơn chục nước nữa. Hiện tại, chúng tôi đang ngồi trong phòng khách. Ánh sáng duy nhất của căn phòng là từ màn hình của một chiếc điện thoại cục gạch. Chiếc Nokia này là của ông nội tôi để lại, vẫn còn tốt lắm, phải dùng được 5 đời nữa. Trung bình hóa đơn tiền điện của gia đình anh Kiệt dao động từ 3.428 đồng đến 3.517 đồng trên tháng. Tháng vừa rồi lại lên 42 đồng, phải tiết kiệm thôi. Hiện tại, anh Kiệt đang tỉ mỉ gấp lại từng tờ tiền lẻ để cất vào một cái thùng. Trong đây cũng được gần 50 triệu đấy. Nhiều tiền vậy, sao anh không ra ngân hàng đổi lại tiền chẵn đi? Thôi, đi đổi phải mất phí 8.000, tiếc lắm. Có thấy ai như mày không con? 27 tuổi đầu, mà vừa ế, lại vừa thất nghiệp. Ơ kìa bố, thôi được rồi, để bố mày ra tay. Alo, ông là Elon Musk phải không? Đúng rồi, ai đang gọi đấy? Con trai tôi muốn kết hôn với con gái ông. Ồ, dưa bở Việt Nam rẻ vậy à? Để tôi mua vài tấn xuất sang Mỹ. Đừng coi thường người khác. Con trai tôi là CEO của Xiaomi đấy. Cái gì? Xiaomi á? Cút! Bố ơi, Xiaomi đang cạnh tranh xe điện với Tesla đấy. Thế hả? Để bố gọi người khác. Alo, ông là Jeff Bezos phải không? Đúng rồi, ai đang gọi đấy? Con trai tôi muốn kết hôn với con gái ông. Dưa bở Việt Nam rẻ quá nhở. Để tôi mua vài tấn xuất sang Mỹ. Đừng coi thường người khác. Con trai tôi là CEO của TikTok đây. Cái gì? TikTok à? Cút! TikTok đang cạnh tranh với Amazon về quảng cáo trực tuyến đây bố. Ồ thế hả? Ồ, ai trước cổng nhà mình nhở? Xin chào, tôi thuộc tổ điều tra đặc biệt. Chúng tôi được báo rằng địa chỉ IP này đang giả danh CEO của TikTok và Xiaomi. Cán bộ ơi, em có biết gì đâu. Mời anh về phường hợp tác điều tra. Dừng lại mau, là ai đó dám cản trở người thi hành công vụ. Tôi là người của cục xuất nhập khẩu. Nhờ có cậu ấy, chúng ta đã xuất khẩu được 100 tấn dưa đấy. Thằng Teo, khi tốt nghiệp đã có điểm chưa? Dạ, con được 24 điểm ạ. Ồ, cũng khá đấy. Vị chi là 8 điểm một môn nhờ? Dạ, 24 điểm trên 6 môn ạ. Mày học hành thế thì sau này làm nghề gì được? Nhàm nhang nhô ạ. Ơ cái thằng này, tao đập chết bố mày giờ. Ơ kìa bố, thế mày nghĩ làm giang hồ mà không cần học à? Để trở thành một giang hồ thực thụ, mày phải học giỏi môn ngữ văn. Ơ, sao lại cần phải học giỏi văn ạ? Phải biết dùng lời lẽ để chiêu mộ người tài. Phải động viên đàn em để bọn nó giúp sức chiến đấu. Con hiểu rồi ạ. Chưa đâu, mày còn phải học giỏi toán. Ồ, sao lại cần giỏi toán ạ? Học toán để rèn luyện tư duy, giúp mày đưa ra quyết định chính xác trong tình cảnh ngặt nghèo. Quả nhiên là vậy. Ngoài ra, mày còn phải giỏi hóa học. Ơ, môn hóa thì liên quan gì ạ? Thế nhỡ đối thủ cho Mai Thúy vào dung dịch NaCl và H2SO4 để vu oan cho mày, sau đó báo công an thì sao? Cuối cùng mày phải giỏi ngoại ngữ. Lại còn ngoại ngữ nữa. Thế mày định không làm ăn với nước ngoài à? Giang hồ Hồng Kông, Yakuza Nhật Bản, Mafia của Ý. Mày phải đưa giang hồ Việt Nam vươn ra thế giới chứ. 99% con người đang ngồi sai cách. Loài vật ngồi đúng cách nhất chính là loài mèo. Mèo á, chúng ta nên học cách ngồi như loài mèo. Bây giờ hãy cúi người, khom lưng, co chân lại và cuộn tròn như con mèo. Đùa thôi, bố ai mà ngồi thế được. Để ngồi đúng cách, chúng ta cần một cây gối. Sau đó bạn hãy đặt cây gối lên đầu. Chôn Việt Nam. Được rồi, lần này nghiêm túc này. Để ngồi đúng cách, bạn phải đảm bảo rằng lưng thẳng, chân đặt trên mặt đất, ngồi yên và thoải mái. Thế còn cái gối này để làm gì? Cái gối gì cơ? À đúng rồi, cái gối là vô cùng quan trọng. Nhưng mà không cần thiết. Mẹ cha mày. Bởi vì đã có ghế gấp thông minh, cực kỳ tiện lợi, dễ dàng sử dụng, dễ dàng mang theo. Ồ, ổn đấy. Nhưng mà sản phẩm này chúng tôi không bán. Ra mắt bố người yêu. Cháu chào bác ạ. Chào cháu, vào nhà đi. Dạ, cảm ơn bác. Bác cho cháu xin cốc nước được không ạ? Ừ, để bác lấy cho. Cháu vừa chạy bộ đến à? Dạ vâng ạ, cháu vừa trốn khỏi trại giam. Ừ, sao lại vào trại giam? Tại vì cháu đua xe vượt quá tốc độ ạ. Lại còn đua xe nữa. Cậu có biết như vậy là rất nguy hiểm không? Dạ, cháu biết. Nên cháu chỉ đua xe khi cháu uống bia thôi. Uống bia rồi còn lái xe hả? Dạ, bình thường thì cháu không uống. Cháu chỉ uống khi thua cá độ thôi ạ. Cậu chơi cá độ nữa à? À, cháu chỉ cá độ khi vay được tiền của xã hội đen thôi ạ.
lại còn vay tiền của xã hội đen. Dạ, khi nào cần thì cháu mới nhờ đến anh em xã hội thôi ạ. Khi nào cơ? Dạ, khi cháu ra mắt bố người yêu, nhưng ông ấy không đồng ý. Cháu chào chú ạ. Thằng Tuấn, lâu quá không thấy sang chơi. Dạ, thế năm nay học lớp mấy rồi cháu? Dạ, năm nay cháu lên lớp 4 ạ. Ái chà, nhanh thế nhở? Vào đây chú mở hoạt hình cho xem. Dạ thôi ạ, lớp cháu có thằng Weibo bị tẩy chay nên cháu không xem hoạt hình nữa. Chú cho cháu mượn điện thoại nhá. Ừ, có chơi Free Fire thì phải tải về nhá. Dạ không, cháu nhắn tin cho bà xã tí ạ. À, thế chú đã có người yêu chưa? À, chú thì cũng chưa. Gì đây? Sao? Làm sao? Mày cười cái chó. Này chàng trai trẻ, có phải cậu đánh rơi cái quần xịp này không? Dạ không phải đâu ạ. Tốt, rất thật thà. Thế còn cái quần xịp này thì sao? Có phải cậu đánh rơi không? Ồ, cái ông này bị sao ấy nhở? Đã nói là không phải rồi. Cậu nhìn kỹ lại xem, đây là quần xịp Puma phiên bản giới hạn đấy. Cái ông này ở đâu tự nhiên? Hay ông là lừa đảo? Ông giấu ma túy trong quần xịp phải không? Vậy là cậu không làm rơi quần xịp phải không? Vãi à? Tôi sẽ cho cậu cả hai cái xịp vì cậu rất thật thà. Cút cút con mắt. Thế hai cái xịp này là của ai nhở? Ồ hay, cái quần xịp mình để đây, vừa xuống tắm tí đã mất rồi. Đố các bạn biết cái quần xịp còn lại là của ai? Tôi năm 8 tuổi đi học lớp 1. Mày phải nghe lời bố mẹ. Thôi bố ơi, con không đi học đâu. Học cho mày chứ học cho ai mà mày nói thế. Nhưng mà bây giờ con 8 tuổi và học toàn các em 6 tuổi, chúng nó cười cho. Tôi tưởng tượng. Thực tế. Trời ơi, thằng này bố mẹ này. Ui rút vượt cái lời. Ui, thằng này lớp 1 cũng đúc được bố mẹ. Hey Siri, làm thế nào để có 1 triệu đô? Đầu tiên, hãy trở thành tỷ phú. Sau đó, hãy sản xuất xe điện. Ê, nào nào. Từ tỷ phú Việt Nam đồng, bạn sẽ trở thành triệu phú đô la. Hey Siri, tôi vừa bị đuổi việc. Nói gì đó làm tôi vui lên đi. Bạn có biết sự khác nhau giữa bạn và con chó không? Là sao? Khác nhau gì cơ? Con chó biết tự đi kiếm ăn để nuôi gia đình. Hey Siri, mày có biết beatbox không? Tất nhiên rồi, bù trí ca bù trí ca bù trí ca. Mày beatbox còn giỏi hơn tao. Cảm ơn bạn, đừng bắt tôi nhảy là được. Tại sao? Tôi không có chân. Hey Siri, làm sao để trở thành tỷ phú Việt Nam đồng? Đầu tiên, hãy trở thành tỷ phú đô la. Sau đó, mở một nhà hàng ăn chay. Bà mẹ mày, tao ăn chay trường đấy. Dạo này tao bận quá, lúc nào cũng thấy trong người stress. Này, cho mày lọ thuốc, uống vào là hết stress ngay, thật không? Thuốc gì mà thần kỳ quá vậy? Đây là thuốc chống stress cực kỳ hiệu quả. Uống vào là nhẹ nhàng như mây luôn. Nghe ảo vậy, có chắc là thuốc an toàn không? Mày cứ yên tâm, thằng bạn tao bảo uống được mà. Thật hả? Nó uống rồi, giờ mỗi ngày đều vui vẻ lắm. Mà thuốc này nhìn lại ghê, nó có tên không? Có chứ, tên là Viagra.